nhân tưởng niệm năm thứ 31, ngày hy sinh của tướng Hoàng Cơ Minh và các kháng chiến quân, cũng như để đánh dấu 35 năm ngày Đại hội Chính Nghĩa với hơn 2.000 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới về thủ đô Hòa Thịnh Đốn chào đón tướng Hoàng Cơ Minh và một số kháng chiến quân trở lại Hoa Kỳ từ khu chiến vào cuối tháng 4 năm 1983. Một chuỗi sinh hoạt đã được Đảng Việt Tân tại Hoa Kỳ tổ chức tại thủ đô Hòa Thịnh Đốn, quy tụ các phái đoàn đến từ nhiều thành phố ở Hoa Kỳ, Canada và một số quốc gia như Nhật Bản, Úc, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Đức về tham dự. Vào buổi sáng, hơn 300 người đã tham dự cuộc biểu tình trước Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam để phản đối dự luật đặc khu, luật an ninh mạng và nhất là đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho các tù nhân lương tâm. Điểm đặc biệt lần này là cảnh sát Hòa Thịnh Đốn đã chặn đường cho đoàn biểu tình tiến qua tuần hành ngay sát cửa khuôn viên của Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam. Cũng trong cùng ngày, buổi lễ tưởng niệm các anh hùng Đông Tiến đã được trang trọng khai mạc vào lúc 2 giờ chiều tại hội trường Trung tâm Nghệ thuật Đại học George Mason. Khi màn sân khấu được mở ra, dòng chữ lễ tưởng niệm và hát cho người đi dựng cờ chính nghĩa hiện trên màn ảnh lớn cùng với bàn thờ được đặt ngay giữa sân khấu đã làm nổi bật sự trang nghiêm của buổi lễ. Sau nghi thức khai mạc, bác sĩ Đặng Vũ Chấn đã thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng quan khách và chia sẻ nội dung chính của buổi lễ tưởng niệm là để tri ân sự hy sinh của tướng Hoàng Cơ Minh và các kháng chiến quân vào thập niên 80 đã oai hùng chọn cái chết để đền nợ núi sông, đáp ơn tổ quốc. Nghi thức tưởng niệm diễn ra trong khung cảnh lung linh của gần 1.000 ngọn nến được bật lên trong hội trường. Di ảnh có 11 chiến hữu đại diện cho hàng trăm chiến hữu khác thuộc thế hệ tiên phong đã hy sinh trên chặng đường Đông Tiến được trang nghiêm rước lên bàn thờ. Tiếng nhạc trang chiến khu trầm hùng tha thiết tạo một cảm xúc mạnh mẽ trong lòng mọi người. Chẳng nhận mong ai từ chiến khu mở bên lửa hồng một ngày sông pha dư thổ. Mãi gia đình êm ấm chẳng hỡi theo ta về dưới mái nhà nhắn ai chờ một ngày ta sẽ trở về. Trong phần phát biểu của đại diện Đảng Việt Tân, ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng, đã nói lên vai trò của Mặt trận và Việt Tân mà tướng Hoàng Cơ Minh đã sáng lập cách này hơn 30 năm. Nếu Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam là chiến tuyến hội tụ lòng người sau những tang thương của đất nước, của thảm trạng thuyền nhân và của niềm tin hoàn toàn bị phá sản, thì Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng chính là con thuyền chuyên chở khát vọng canh tân và đã thôi thúc sự lên đường của Phó Đế đốc Hoàng Cơ Minh. Họ đã từ bỏ đời sống ấm êm tại hải ngoại để trở về đấu tranh với đồng bào quốc nội. Họ đã đánh đổi hạnh phúc cá nhân cho tương lai của dân tộc và đem chính thân xác của mình làm viên gạch lót đường cho người sau tiếp bước. Mà mục tiêu họ theo đuổi không phải chỉ để giải quyết độc tài cộng sản mà còn là để canh tân Việt Nam. Và thưa quý vị, từ đó Đảng Việt Tân đã ra đời. Trước khi bước qua phần trình bày cảm tưởng của một số đại diện quan khách, Ban Hợp ca Việt Tân đã trình bày bài ca Đồng Tiến do kháng chiến quân Trần Thiện Khải sáng tác, như để nhắc lại hào khí của một thời, miệng nói chân đi làm cách mạng của thế hệ tiên phong Việt Tân. Ơi, anh em ơi, đi qua trời đông, quân xe qua nước ngay đường mưa. Phó Đề đốc Đinh Mạnh Hùng đã chia sẻ với cử tòa:
Kính thưa quý vị và các bạn, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh là một sĩ quan ưu tú của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một tướng lãnh tài giỏi của Hải quân Việt Nam. Ông là vị tướng duy nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh ngoài chiến địa sau 1975, để lại rất nhiều thương tiếc và ngưỡng vọng cho mọi người. Buổi lễ tưởng niệm đã khép lại với đoạn video về lễ khánh thành bia tưởng niệm anh hùng Đông Tiến vừa được hoàn thành vào ngày 5 tháng 8 trong khuôn viên của chùa Gotokuji tại Tokyo, Nhật Bản. Một số chiến hữu lãnh đạo tiên phong của Đảng Việt Tân đã dừng chân tại ngôi chùa Gotokuji, Tokyo, Nhật Bản. Tại đây, nhằm có thêm ngân sách cho công cuộc đấu tranh, các chiến hữu tiên phong này đã nhận công việc quét lá, dọn dẹp khuôn viên chùa. Nhằm lưu dấu bước chân của các chiến hữu tiên phong, bia tưởng niệm anh hùng Đông Tiến do các đảng viên Việt Tân khắp nơi chung sức xây dựng và được khánh thành vào ngày 5 tháng 8 năm 2018. Lễ khánh thành bia tưởng niệm anh hùng Đông Tiến đã được cử hành trang nghiêm với sự chứng minh của sư chủ trì cùng với sự tham dự của hơn 70 đồng hương và chiến hữu tại Nhật. Trong phần phát biểu, ông Lý Thế Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân nói rằng bia tưởng niệm anh hùng Đông Tiến tại chùa Gotokuji là một dấu tích lịch sử đặc biệt trên đất Phủ Tang để cho các thế hệ Việt Nam đến đây tìm hiểu về phong trào kháng chiến của thập niên 80, tưởng nhớ và tri ân những tấm gương anh dũng trong dòng lịch sử cận đại của dân tộc. Trong tinh thần đó, toàn thể anh em Việt Tân nguyện quyết tâm đấu tranh để biến ước mơ chung thành sự thật, để đền đáp sự hy sinh của các chiến hữu đã nằm xuống và nguyện luôn đồng hành với dân tộc trong sứ mệnh phục vụ và canh tân Việt Nam. Tiếp nối lễ tưởng niệm là một chương trình ca hát kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ qua những dòng nhạc đấu tranh từ thập niên 80 cho đến nay, phối hợp nhịp nhàng với chuyên viên kỹ thuật của Hội trường Nghệ thuật Đại học George Mason, các ca sĩ Thế Sơn, Anh Chi, Đình Đại, Kim Hương, Nguyễn Hoàng Quân, Phương Liên cùng ban hợp ca Việt Tân và tay đàn guitar Hoàng Tuân đã làm cho khán giả say mê từ đầu đến cuối chương trình. Mở đầu là dòng nhạc nhắc lại thời kỳ đấu tranh của thập niên 80, khi phong trào kháng chiến phục quốc chớm nở với sự trở về của các ông Trần Văn Bá, Mai Văn Hạnh, Võ Đại Tôn, Hoàng Cơ Minh, v.v. Quê hương đang thiết tha lời từ ngày quân giặc vào đây, là ngày oán hận ngàn nơi. Họ ơi, lòng đã quyết ra đi vì vương mang câu thề. Tiếp đến, dòng nhạc chuyển qua thời kỳ hiện tại với hai hình ảnh đất nước suy tàn dưới chế độ độc tài cộng sản và sự cuộc khởi của toàn dân qua những ca khúc thôi thúc lòng người tham dự. Ngày hôm nay tôi đã thấy, thấy quê hương tôi bừng thức dậy. Dòng người đi như con sông lớn, đem niềm tin thầm sáng hôm nay. Người người hô vang, người người hiên ngang, tiến bước đi vững đi thành. Anh em lề rừng rừng khoe mắt, mẹ Việt Nam ơi, chúng con đứng dậy làm người. Sau đoạn video chiếu lại một số hình ảnh của cuộc xuống đường biểu tình chống dư luận đặc khu ngày 10 tháng 6, dòng nhạc đã mở ra một khí thế đấu tranh mới. Để kết thúc chương trình, ban hợp ca Việt Tân đã tiễn đưa quan khách ra về mang theo trong lòng đầy niềm hy vọng lạc quan với bài ca Trái tim tự do của nhạc sĩ Phan Văn Hưng.
bước ra khỏi hội trường, cả gần 1.000 người tham dự lễ tưởng niệm và hát cho người dựng cờ chính nghĩa đều cùng chung một cảm xúc. Khung cảnh trang nghiêm của buổi lễ tưởng niệm đã tạo sự xúc động trước những hy sinh của người xưa. Những lời nhạc mang đầy tình yêu quê hương, mang đầy tinh thần bất khuất đã nâng cao niềm hy vọng cho tương lai Việt Nam và thôi thúc mong ước được góp phần vào những thay đổi tốt đẹp cho đất nước.